mẹ vậy con kỳ nhông. Sang bò rồi hả? Đang chụp ra. Ủa, ôi nãy thấy con bổi mày ơi. Con bổi nãy đây nè. Trời ơi, ông nội dính kìa, nó đeo dính trời. Trời ơi, dính nè. Trời ơi, ông nội. Trời ơi. Ráng đi đi. Không tào lao. Trời ơi, này gọi gọi bắt tí, bắt bắt bắt. Kìa kìa con có nữa kìa. Trời ơi, dính mà không hay. Ê, trời, dính cu cũng hay nè. Bắt cái tấm, bắt cái tấm. Con thấy không này. Giờ không biết là hên xui bo dữ dằn hay sao. Con quá. Nó chưa nãy nó xuống dính mà. Con. Con. Con này dính dữ nè. À, dính hai con luôn. Không biết không? Dính một con kỳ nhông, một con cu. Đó, có chiến lợi phẩm này thấy không? Sao? Thả gì? Thôi đừng nhí kìa. Em nhí về chuồng ngay nhí. Hả? Thả hôm trước đi. Mẹ cu này cũng miệng im lắm á. Mũi cũng không bệnh mấy. Mới ăn cơm kìa mà cầm cái cặp cặp đó xuống dính rồi rải xuống một đống luôn hồi đầu nữa thử cù tiêu mà không thấy dính đâu thấy cái đường rải rồi anh bỏ vô chuồng rồi mày sao em thấy còn gì nó bay gột 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 đúng đó nhông. Con kỳ nhông con kỳ nhông bay bự dưới bởi nó về một đống nó xuống nhóc ở trên thấy không? Bây giờ nó dễ bà bạch bạch lại kia đâu rồi có cái ấy không? Cái độc lạ gì không? Có chân trắng gì không? Không bình thường đó đó kìa đã dưới rồi nó chạy đè 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 nó đâu dám xuống nữa. Đây thì bãi cu ở đây á. Cái bãi cu nhóc ở đây. Vô, vô túi.